Chương 727 Quyền chỉ huy. Vương Diêm nhận thua rồi. Trên đỉnh núi đổ nát, một làn gió thổi qua, cuốn đi lá vụn và lá khô. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Vương Diêm đang nhắm mắt tựa vào tảng đá. Lát sau ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Vương Diêm thua rồi. Hắn đánh bại được cả Ứng Tiếu Tiếu, người ưu tú nhất trong các đệ tử trẻ tuổi, vậy mà thua trong tay đệ tử mới vào đạo tông chưa được một năm. Kết cục này rõ ràng chả ai ngờ tới. Hắn thật xuất sắc. Rất nhiều đệ tử đưa mắt nhìn nhau, nhận ra bên trong sự kinh hoàng trong mắt đối phương là sự khâm phục tận đáy lòng. Còn đệ tử Hoàng Điện sau khi bị chấn kinh, sắc mặt đều hiện lên kích động và tự hào. Bọn họ biết rằng sau trận đấu này, địa vị của Hoàng Điện trong đạo tông chắc chắn được nâng cao, sẽ không ai dám thốt lên lời lẽ coi thường bọn họ nữa. Kẻ nào dám nói Hoàng Điện vẫn tiếp tục xếp hạng bét. Điện thí lần này, Lâm Động trở thành người nổi bật nhất rồi. Tì tì, hắn thắng thật rồi. Khi nghe thấy câu nói của Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan không kìm được nắm chặt hai tay lại. Đôi mắt to được phủ đầy sự mừng rỡ, như là chút được gánh nặng. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, trên gương mặt lãnh đạm lờ một nụ cười. Tuy như vậy Lâm Động sẽ giành được quyền chỉ huy các đệ tử, nhưng như thế vẫn còn hơn là Vương Diêm. Lâm Động thực sự ẩn giấu rất nhiều chiêu thức khiến người ta phải kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Ứng Tiếu Tiếu nhìn thân cây cắm ngược trên đất, thân ảnh trẻ tuổi ép Vương Diêm phải nhận thua. Ánh mắt kẽ chớp nói, tỷ tỷ cũng rất mạnh mà, nếu không phải tỷ mềm lòng chưa chắc Vương Diêm sư huynh đã thắng được tỷ. Ứng Hoan Hoan ôm lấy Ứng Tiếu Tiếu rồi cười nói. Chiến thắng của Lâm Động rõ ràng khiến nàng chút được tảng đá trong lòng, gương mặt xinh đẹp kia cũng lấy được sức sống lại. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu không nói gì thêm. Nếu tính ra thực lực của nàng đúng là không kém Vương Diêm và Lâm Động, nhưng nàng thiếu mất sự quyết đoán và sát phạt của hai người đó. Từ đó chỉ có khi trải qua những cái trận huyết chiến, sau khi kinh ngạc, mấy người trần chết nhanh chóng sực tỉnh. Lúc này dù là người điềm tĩnh như bọn họ cũng không kìm được một lời nụ cười nhẹ nhõm. Thật là khiến người ta bất ngờ. Trần chân cười cười nhìn về phía Ứng Huyền Tử ngồi ở vị trí trung tâm. Về mặt Ứng Huyền Tử vẫn bình tĩnh như là mặt hồ thu. Chỉ có điều nhìn kỹ nhận ra ý cười trong mắt ông. Rõ ràng vị trưởng giáo đạo tông rất hài lòng với kết quả này. Tuyên bố kết quả đi. Nghe Ứng Huyền Tử nói vậy, Trần chân gật đầu đứng dậy nhìn xung quanh. Rồi giọng nói hào hùng hô vang lên. Người chiến thắng cuối cùng điện thí lần này là Lâm Động của Hoàng Điện, là quán quân của điện thí. Lâm Động có quyền chỉ huy các đệ tử đạo tông trong cuộc so tài tông phái. Giọng nói hùng hồn của Trần Trân vang vọng khắp đỉnh núi. Khi vừa dứt lời, cả đỉnh núi bỗng bùng lộ hoan hô, mái mắt đều đầy vẻ kính nể. Trận đấu này của Lâm Động không nghi ngờ đã khiến cho danh tiếng của hắn lên cao tới đỉnh điểm. Phù, Lâm Động thở ra một hơi dài, thu lại thần cây trong tay, ngẩng đầu lên cười nói. Trần Trân sư thúc, việc chỉ huy xin giao cho Tiếu Tiếu sư tỷ, ta không giỏi việc này. Tuy dẫn đầu đệ tử đạo tông tham gia cuộc thi đấu vô cùng uy phong, nhưng mà Lâm Động trước này quen một mình, hắn thực sự chả hiểu gì chuyện chỉ huy dẫn dắt. Hắn không muốn vì mình mà mọi người thất bại. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì khựng người, Ứng Hoàn Hoàn thì cười. Hắn cũng biết điều đấy. Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt. Vừa rồi ai còn lo lắng đến chết đi sống lại, giờ lại cứng miệng đến vậy. Ứng Hoàn Hoàn đỏ mặt, vội là rụt cổ ngượng ngùng không nói gì. Trần Trần khựng lại vì lời của Lâm Động, rồi quay sang nhìn Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nhưng nói về ứng cử viên thì đúng là Ứng Tiếu Tiếu thích hợp làm chỉ huy nhất. Tuy Lâm Động tính tình cẩn thận, nhưng tiền đề chưa đủ, mà trong cuộc thi đấu mọi việc đều có thể xảy ra. Khi có chuyện gì đột ngột xảy ra chưa biết hắn sẽ mất kiềm chế. Nếu người đã đề nghị như vậy, ta đồng ý chuyển quyền chỉ huy cho Tiếu Tiếu. Ngoài ra, theo quy định người chiến thắng điện tí có phần thưởng. Người cứ nghỉ ngơi 1-2 ngày, khi nào hồi phục hẳn thì tới chỗ trưởng giáo. Trần Trần thấy vậy ngoảnh đầu cười với Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Lâm Động không hề vì có công mà kiêu ngạo, ngược lại chủ động giao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu. Hành động này cũng khiến cho Ứng Nguyên Tử càng đánh giá hắn cao hơn một bậc. Còn có phần thưởng sao? Lâm Động nhíu mày. Hắn cũng rất hứng thú với cái này. Chắc chắn với thân phận trưởng giáo của Ứng Nguyên Tử, phần thưởng sẽ rất lớn. Lúc này sắc mặt Vương Diêm lạnh lùng loạng choạng đứng dậy. Hắn không nói gì, nhặt thanh trọng kiếm lên, quay người bỏ đi. Bóng dáng cô đơn hiện lên khiến người ta phải chua xót. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan nhìn theo bóng lưng đó, nụ cười bất giác biến mất.
Bất luận thế nào thì bọn họ cũng rất có cảm tình với người đã chăm sóc bọn họ như một người đại ca này. Vương Diêm Xuynh, Lâm Động bỗng lên tiếng nói, người vừa thắng rồi còn muốn gì? Vương Diêm dừng lại, không quay đầu, chỉ là lạnh lùng nói, ta nhìn bọn nguyên môn kia cũng rất chướng mắt, nếu có cơ hội thì chưa biết chừng chúng ta có thể hợp tác trong cuộc so tài tông phái, không biết Vương Diêm sư huynh có đồng ý không? Lâm Động mỉm cười nói, hắn biết cuộc so tài tông phái vô cùng nguy hiểm, mà đạo tông bọn họ chắc chắn phải giao chiến với nguyên môn, tới lúc đó Vương Diêm sẽ là một cái trợ lực không nhỏ, đạo tông rất cần một cái đệ tử lợi hại như thế. Vương Diêm sững người, chậm chậm quay đầu nhìn Lâm Động, mãi lâu sau gương mặt bàn nãy còn ác chiến với Lâm Động đến lưỡng bại câu thương cũng không chút động dung, dường như muốn lờ lụ cười nhưng cuối cùng lụ kế không xuất hiện, chỉ là khẽ gật đầu với Lâm Động. Tới lúc đó, người bảo giết ai thì giết kẻ đó, ngoài ra người làm tốt lắm, đúng là Tiếu Tiếu là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ là ta không rộng lượng như ngươi. Giọng nói chậm thấp của Vương Diêm vang lên, hắn quay người đi luôn. Lâm Động cũng không kìm được lờ lụ cười, tuy Vương Diêm đơn độc cố chấp nhưng nhìn chung cũng không tới nỗi đáng ghét như là hắn nghĩ. Sau khi Vương Diêm rời đi, Lâm Động vươn vai, sau khi tâm trạng thả lỏng, sự mệt mỏi của hắn cố kìm nén bỗng trào dâng như sóng chiều, cảm giác chẳng còn sức lực khiến cho hắn nhấc tay cũng khó khăn. Lâm Động cười khổ, trận đại chiến này nói về mức độ kịch liệt thì hơn hẳn trận với Diêu Linh, nhưng may mà thực lực Lâm Động tăng lên không ít, vì thế không tới mức hôn mê cả nửa tháng như là lần trọng thương lúc trước. Cuối cùng cũng kết thúc, tuy thân thể mệt mỏi nhưng mà trên gương mặt của hắn lờ lụ cười nhẹ nhõm, thở phào một cái, ngẩng đầu lên vùng trời, ở đó dường như có tầng mây đen đang chậm chậm xâm thực tới. Nguyên môn, ta muốn xem các người bá đạo tới mức nào. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, lụ cười lạnh lùng như là lưỡi dao. Hắn rất trông chờ tới ngày đó. Chương 728, chọn bảo vật. Cuộc điện thí chấn động cả đạo tông cuối cùng cũng hạ màn vào buổi chiều ta. Các đệ tử đạo tông cũng ra về với vẻ kinh ngạc chấn động còn chưa hết. Điện thí lần này có thể nói là quá nhiều bất ngờ. Ứng Tiếu Tiếu thua trong tay Vương Diêm. Còn khi mọi người đã tưởng Vương Diêm thuận lợi giành chiếc quán quân, thì Lâm Động đã ra tay với tư thái hùng hãn, đánh bại Vương Diêm trước những cái ánh mắt không thể nào tin được của mọi người, trở thành nhân vật bừng sáng nhất của điện thí. Biến cố này khiến cho người ta trở tay không kịp, cũng khiến vô số người kích động. Trận chiến ác liệt giữa Lâm Động và Vương Diêm, những người quan sát không chỉ có cảm giác da đầu tê dại mà nhiệt huyết cũng là sục sôi. Không còn nghi ngờ gì, trận đấu đó trở thành trận chiến kinh điển trong lịch sử của điện thí. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Lâm Động, nhưng hắn lại chủ động trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu. Hành động này khiến cho nhiều đệ tử vừa kinh ngạc vừa kính phục. Hành động đó không phải ai cũng làm được à. Nó cũng đã khiến cho danh tiếng của Lâm Động chỉ trong một ngày đạt tới đỉnh điểm, thậm chí có dấu hiệu vượt qua Ứng Tiếu Tiếu cả Vương Diêm nữa. Chớp mắt đã 3 ngày sau điện thí, nhưng mà trong 3 ngày này, đạo tông vẫn là truyền tai những câu chuyện về các trận đấu đặc sắc trong điện thí. 3 ngày này thương thế Lâm Động hoàn toàn lành lại. Trận đại chiến đó thì tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng vẫn chưa gây tổn thương bên trong cho cơ thể. Trong 3 ngày này, Lâm Động nghỉ ngơi, hoàng điện chìm trong trạng thái vô cùng sôi nổi. Không ít đệ tử lúc đi ra lại cảm thấy ngẩng đầu, ưỡn ngực hơn trước rất nhiều. 100 năm rồi hoàng điện mới giành được quán quân điện thí, vì thế bọn họ đắc ý cũng là chuyện dễ hiểu. Trên một đỉnh núi u tịnh của hoàng điện, Lâm Động ngồi khoanh chân trên hoàng thạch, hai mắt nhắm chặt, nguyên lực quanh người khẽ dao động từng chút chui vào cơ thể của hắn. Sau khoảng 1 giờ, trạng thái tu luyện đó bỗng nhiên là có tiếng gió rít khe khẽ. Lâm Động chậm chậm mở mắt ra, nhìn về phía trước, một thân ảnh già nua bay vào, là Ngộ Đạo. Thường thế không còn gì đáng ngại nữa rồi chứ? Ngộ Đạo tới bên cạnh Lâm Động cười hỏi. Cũng gần anh rồi. Lâm Động cười cười gật đầu. Lần này người biểu hiện rất tốt, ha ha. Giờ này đám thỏ con trong hoàng điện cũng là vạch hết cả đuôi lên rồi.
Hồ Đạo cười cười, ánh mắt nhìn gã thanh niên trước mặt đầy vẻ vui mừng. Lâm Động là đích thân ông dẫn vào đạo tông, hơn nữa còn là chủ động lựa chọn gia nhập Hoàng Điện. Một năm nay ông cũng tận mắt nhìn Lâm Động từ một đệ tử mới dần dần trở thành nhân vật cốt cán trong số đệ tử Hoàng Điện. Lâm Động bật cười, Hoàng Điện bị bà điện còn lại để nén nhiều năm như vậy, đến giờ có cơ hội phát tiết dương đuôi lên là chuyện bình thường. Mấy hôm nay Hoàng Điện chúng ta thật là náo nhiệt, đệ tử ba điện còn lại còn thỉnh thoảng tới phần lớn là muốn gặp ngươi. Ngoài ra Hoàn Hoàn cũng tới mấy lần, nhưng khi hay tin ngươi đang bế quan hình như nó rất không vui. Hồ Đạo cười nói, Lâm Động có thể tưởng tượng được có lẽ cô nàng đó đang không ngừng lầu bầu hắn là đồ đáng ghét. Nếu thương thế đã lành thì ngươi theo ta tới chỗ trưởng giáo nhận phần thưởng quán quân điện tí đi. Hồ Đạo nói, nghe vậy sắc mặt Lâm Động sáng lên. Hắn thuộc người theo chủ nghĩa thực dụng, so với cái gọi là danh tiếng, đương nhiên hắn muốn có được thứ trợ giúp cho việc tăng thực lực hơn. Hồ Đạo thấy Lâm Động như vậy không kìm được bật cười, rồi phải tay quay người bay đi. Lâm Động cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Lâm Động theo Hồ Đạo tới một ngọn núi tĩnh lặng sâu trong đạo tông. Trên đỉnh núi không có những cái tòa điện hoành tráng, mà chỉ có một cái gian nhà bằng trúc. Một luồng khí tức nhàn nhã lan tỏa khiến cho còn người ta thoải mái hơn rất nhiều. Trưởng giáo đang đợi người, vào trong đi. Hồ Đạo chỉ vào sàn nhà trúc nói. Lâm Động gật đầu rồi mở cửa vào trong. Trong gian nhà trúc ánh sáng dịu nhẹ, phía trước có một chiếc bàn bằng tre. Ứng Huyền Tử mặc áo trắng đang tĩnh lặng, gương mặt như ngọc, khí tức như đại dương thầm sâu khó dò. Đệ tử Lâm Động bái kiến trưởng giáo. Hắn rất kính trọng vì đại nhân vật có quyền cao nhất trong đạo tông này, liền là dừng bước ôm quyền cung kính nói, ngồi đi. Ứng Nguyên Tử ngẩng đầu lên cười ôn hòa với Lâm Động, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt nói. Lâm Động cũng không khách khí, tiến về phía trước rồi ngồi xuống. Lần này ta phải nói lời cảm ơn ngươi. Ứng Nguyên Tử cười nói, ta cũng là đệ tử đạo tông, những chuyện như thế này có trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Động nhún vai cười, năm đó đạo tông có lỗi với Vương Diêm, vì thế nhiều chuyện bọn ta không thể tiện nói, chỉ có thể mặc hắn làm. Đương nhiên việc ta cảm ơn không phải ngươi chặn được hắn, mà là trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu. Thực lực của ngươi và Vương Diêm đều không thua kém Ứng Tiếu Tiếu, nếu thực sự giao chiến sinh tử thì hai người bọn ngươi mới là đối tượng lựa chọn tốt nhất. Nhưng cuộc so tài tông phái có nhiều việc phải suy nghĩ, điều này Tiếu Tiếu làm tốt hơn các ngươi. Lâm Động gật đầu cũng không phủ nhận. Ứng Nguyên Tử nhìn Lâm Động khóe miệng nhếch lên cười khẽ nói, ta biết những gì mà ngươi trải qua, cũng biết ngươi có không ít bí mật. Tới ta cũng không biết, ta không bận tâm, vì ta cũng đã nói bất luận thế nào ngươi cũng là đệ tử đạo tông. Chỉ cần ngươi không làm việc gì tổn hại tới đạo tông thì đạo tông luôn đứng sau ngươi. Lâm Động khựng người, trong lòng có chút ấm áp lan tỏa rồi cúi đầu nói, đệ tử biết. Được rồi, giờ ta sẽ đưa ngươi phần thưởng. Ứng Nguyên Tử cười rồi vung tay, có ba đạo hào quang bắn về phía tay áo lơ lửng trên không trung. Ba thứ này đều không tầm thường đâu, người có thể chọn một trong ba. Lâm Động tò mò ngẩng lên nhìn, ở đó có ba quầng sáng. Bên trong quầng sáng đầu tiên là một cây thước nhỏ màu đỏ rực, trên đó có những hoa văn hình họa diễm tỏa ra những cái luồng năng lượng nóng bỏng, nhìn như có vẻ là một món linh bảo còn mạnh mẽ hơn cả Hắc Long Phiên Thiên Ấn của hắn. Quầng sáng thứ hai là một tấm giáp màu đen to cỡ đầu người, hắc khí tỏa ra từ bên trong bao phủ tựa như con rắn đang trườn bò, thứ này là linh bảo phòng ngự. Hai thứ đó rõ ràng không phải là vật tầm thường, năng lượng đều đạt tới tầng thứ linh bảo thiên cấp, nếu để ở bên ngoài chắc chắn gây ra cuộc tranh giành ác liệt. Hắn cũng khá hứng thú với hai thứ này, nhưng cũng quyết định ngay mà nhìn sang quầng sáng cuối cùng. Trong đó có một tấm mộc bài màu đen cỡ bàn tay, trên mộc bài dường như có phủ văn mơ hồ, nhưng nói về tổng thể thì bình thường hơn hai cái trước rất nhiều. Các điều sự bình thường này khiến cho Lâm Động nhíu mày. Vì có tinh thần lực, hắn có cảm chi khá nhạy bén, sau đó hắn có thể cảm nhận được trên tấm mộc bài này có một thứ năng lượng đặc biệt trong giây nát sược, như nó khiến cho hắn phải sợ hãi. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Ứng Nguyên Tử thấy Lâm Động nhíu mày suy nghĩ cười nói, cái thước đỏ rực và tấm giáp màu đen kia rất có tính thực dụng, uy lực của linh bảo thiên cấp thượng đẳng so với Hắc Long Phiên Thiên Ấn mạnh hơn không ít.
Nếu có được một trong hai thì rất có hiệu quả trong việc nâng cao lực chiến đấu. Nhưng mà tấm mộc bài đen kia lại có giống như là móng vuốt cào cào vào tim Lâm Động, khiến hắn không tự chủ nhìn sang. Thôi được rồi, chọn nhầm coi như mình xui xẻo. Sau khi lưỡng lự một lúc, cuối cùng hắn thở dài chỉ vào tấm mộc bài nói: ta chọn nó. Hắn dứt lời thì dường như ánh mắt Ứng Nguyên Tử lóe lên một cái tia kinh ngạc. Chương 729, tĩnh chỉ bài. Trong gian nhà trúc, sau một lúc do dự, cuối cùng hắn chỉ vào quầng sáng quanh tấm mộc bài. Người chắc chắn chứ? Ứng Nguyên Tử cười hỏi. Lâm Động gật đầu, đã quyết tâm rồi hắn không nghĩ nhiều. Thượng đẳng linh bảo thiên cấp tuy hiếm có, nhưng cũng không tới mức hắn không thể từ bỏ. Thấy Lâm Động không do dự, Ứng Nguyên Tử cũng cười, vung tay lên thu lại hai quầng sáng kia. Rồi ông đưa bàn tay ra, tấm mộc bài đen chậm chậm rơi xuống bàn tay ông. Khi ánh sáng quanh nó biến mất, Lâm Động mới nhận ra bên trong có rất nhiều phù văn huyền ảo. Hơn nữa dường như chúng có sức sống đang chậm chậm chuyển động trên mộc bài. Trưởng giáo, đây là thứ gì? Nó có tác dụng gì? Lâm Động nói. Tĩnh chỉ bài, Ứng Huyền Tử nói. Tĩnh chỉ bài, Lâm Động khựng người vẻ mặt đầy mơ hồ. Thời viễn cổ từng có một món thần vật thiên địa tên gọi là tĩnh chỉ thân bài. Một khi sử dụng nó, khiến cho thời gian, thậm chí không gian dừng lại. Những người bị mắc trong đó như là cá nằm trên thớt, không có khả năng phản kháng. Ứng Huyền Tử cầm tấm mộc bài trong tay. Khi nói đến tĩnh chỉ thân bài, ánh mắt ông không che được sự ngưỡng mộ. Ồ, Lâm Động nhất thời biến sắc. Cái gọi là tĩnh chỉ thân bài kia không ngờ đáng sợ tới vậy. Có thể khiến cho thời gian không gian ngừng lại. Vậy tĩnh chỉ bài này liên quan gì tới nó? Lâm Động đảo mắt hỏi vấn đề quan tâm nhất. Tĩnh chỉ bài này là linh bảo luyện chế dựa theo tĩnh chỉ thân bài. Lẽ nào ngươi tưởng đạo tông ta có thứ đồ thần vật đó sao? Ứng Huyền Tử cười. Thì ra là phỏng theo. Lâm Động gãi mũi. Nhưng hắn không thấy thất vọng, vì hắn không ngây thơ cho rằng dễ dàng có được thần vật trong truyền thuyết như vậy. Nhưng mà dù nó chỉ là thứ phỏng theo, nhưng mà tĩnh chỉ bài này có thể vượt qua đa số linh bảo thiên cấp thượng đẳng bình thường. Đương nhiên cũng chưa thể đạt tới mức linh bảo thuần nguyên, mà chỉ giữa hai tầng từ đó mà thôi. Ứng Huyền Tử nói. Lâm Động gật gừ. Các tông phái siêu cấp thì linh bảo thuần nguyên cũng là thứ bảo vật quý giá, mà tĩnh chỉ bài là thứ phỏng theo, dù có lợi hại thế nào cũng khó lòng đạt được tới mức linh bảo thuần nguyên. Ngoài ra, tĩnh chỉ bài cũng không thể có khả năng khủng khiếp như bản gốc, nhưng cũng khiến cho đối thủ thoáng dừng lại trong chốc lát. Ta nghĩ khi cường giả giao đấu, chỉ một chốc lát cũng là đủ rồi phải không? Ứng Huyền Tử cười nói. Lâm Động gật đầu. Cường giả giao đấu chỉ là một chút sơ hở nhỏ cũng là chí mạng, huống hồ là khiến cho đối thủ ngừng lại trong chớp mắt. Nếu như khi giao đấu với Vương Diêm mà có cái này thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhãn quan của người không tệ, cầm lấy đi. Dùng nó cần tới tinh thần lực, nhưng người khá mạnh mẽ về tinh thần lực chắc không có vấn đề gì. Ứng Huyền Tử cười ném tĩnh chỉ bài cho Lâm Động. Nó là vật vô chủ, ta đã giúp người xóa bỏ trở ngại luyện hóa rồi. Chỉ cần người trích khuyết nhận chủ một lượt là có thể điều khiển được nó. Lâm Động vội vàng đưa tay bắt lấy mộc bài, vừa đưa vào tay cảm giác mát rượi, chạm vào cảm giác không giống gỗ, cũng chẳng giống kim loại, không biết nó làm từ gì. Lâm Động điểm ngón tay lên một giọt máu nhỏ lên tấm tĩnh chỉ bài, rồi ánh sáng nhàn nhạt phát ra một sự liên hệ nào đó như là lặng lẽ hiện ra trong đầu Lâm Động. Ánh sáng trên tĩnh chỉ bài ngày một sáng, sau đó bay lơ lửng biến thành một cái đạo hào quang biến mất trong trán Lâm Động. Và khoảng khắc tĩnh chỉ bài bắn vào trán Lâm Động, hai mắt hắn nhắm lại, tâm thần nhanh chóng đi vào Ni Hoàn Cung. Trong một vùng tinh thần lực, hắn nhìn thấy tấm mộc bài đang yên lặng lơ lửng trong đó. Xung quanh là những đạo tinh thần lực chuyển động, rất nhiều tia tinh thần lực không ngừng chui vào tấm mộc bài đó. Theo đó, Lâm Động cảm nhận được sự huyền diệu, cũng là dần cảm thấy quen thuộc với nó. Hắn nhắm mắt như vậy tới mấy giờ liền. Trong thời gian đó, Ứng Nguyên Tử cũng không thúc giục, chỉ là ngồi lặng yên bên cạnh. Phù, ánh nắng tắt dần, Lâm Động cuối cùng mở mắt ra, trong mắt có chút ánh sáng kỳ dị lấp lánh, rồi hắn giơ hai tay chậm rãi kết những đạo ấn pháp cổ quái. Tĩnh chỉ, Lâm Động nhìn như một con bướm đang bay về bên ngoài cửa sổ,
ấn pháp cổ quái nhằm chuẩn con bướm kia khẽ nói. Hai chữ vừa dứt, một đạo năng lượng vô hình huyền ảo bỗng bắn ra từ trán hắn. Đúng lúc đó, con bướm đang bay ngoài cửa bỗng ngừng đập cánh, cả cơ thể như bị khảm vào khe hở không gian và thời gian, vô cùng quỷ dị. Nhưng cảnh tượng quỷ dị đó không kéo dài được lâu thì bị phá vỡ. Con bướm kia cũng là sợ hãi, vội vàng đập cánh bay đi mất. Tĩnh chỉ bài thất thân kỳ, ánh mắt lầm động rực cháy, hắn liếm môi cười nói. Từ mức độ nào đó mà nói, Tĩnh chỉ bài không chỉ có sức kiềm chế, nó không có sức sát thương lớn, nhưng khả năng dừng mọi thứ quỷ dị khiến cho Lâm Động cảm thấy giật mình. Hắn tự hỏi liệu đối thủ của hắn có khả năng này thì sao chiến sinh tử có lẽ hắn là vô cùng thảm hại. Chỉ là nó tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, Lâm Động có phần tiếc nuối bổ sung. Vừa rồi chỉ trong chốc lát thôi mà tinh thần lực của hắn đã mất tới mức kinh người. Mọi thứ trên đời không thể hoàn mỹ, Ứng Huyền tự cười nói. Lâm Động cười khan khan gật đầu, khả năng tính chỉ bài khủng khiếp như vậy, nếu có thể dùng tùy tiện thì thực sự quá thiếu thực tế. Người thích nó là được, thực ra theo quy định, quán quân điện thí cũng không có được tính chỉ bài. Ứng Huyền Tử nói đầy thâm ý. Hắc hắc, vậy thì ta phải cảm ơn trưởng giáo rồi. Lâm Động hiểu ý, nếu không phải lần này hắn ngăn được Phương Diêm rồi còn trao quyền chỉ huy cho Ứng Tiếu Tiếu, thì hắn cũng không có được vật như tính chỉ bài này. Ứng Huyền Tử cười rồi nói. Còn hơn nửa năm nữa là tới cuộc so tài tông phái, tới lúc đó người cần phải chú ý hơn. Đến cuối cầu, gương mặt Ứng Nguyên tự hiện lên vẻ tối tăm. Đệ tử Nguyên Môn rất mạnh sao? Lâm Động nhíu mày hỏi. Đệ tử Nguyên Môn có những kẻ mạnh nhất được gọi là Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng. Tam Tiểu Vương, Bát Linh Tướng, Lâm Động lẩm bẩm. Nguyên Môn chia làm 8 bộ, Bát Linh Tướng chính là 8 đệ tử giỏi nhất của 8 bộ đó. Còn Tam Tiểu Vương, Ứng Nguyên tự bím môi nó mới nói tiếp. Chúng có thể coi là những đệ tử đích thân ba trưởng giáo của Nguyên Môn dẫn dắt. Kẻ nào thiên phú gần như là yêu nghiệt đều là những anh kiệt trong các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Đồng tử Lâm Động cò rút lại, hít một hơi khí lạnh. Rõ ràng hắn không ngờ rằng Tam Tiểu Vương lại có lai lịch lớn như vậy. Tam đại trưởng giáo của Nguyên Môn là những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Những người được bọn họ đích thân dẫn dắt sẽ có thực lực tới mức nào? Nếu chúng gặp trong cuộc thi đấu thì phải cẩn thận. Ứng Huyền tự nhắc nhở rồi nói. Nhưng mà cũng không cần quá sợ hãi. Tam Tiểu Vương kia năm đó đã bị Chu Thông cùng một đám bằng hữu giết chết một người, đánh trọng thương một người. Một người may mắn chạy thoát. Lâm Động kinh ngạc, Chu Thông tiền bối quả nhìn là siêu cấp mãnh nhân, chả trách mà địa vị trong mắt đệ tử đạo tông cao như vậy. Đệ tử biết rồi. Lâm Động gật đầu ghi nhớ lời của Ứng Huyền Tử. Xem ra cuộc so tài tông phái này quả không tầm thường. Thời gian này người tu luyện cho tốt, trong cuộc so tài tông phái không cần biểu hiện quá mức ưu tú, chỉ cần bảo vệ cho tốt các đệ tử khác là được. Ứng Huyền Tử phất tay rồi nói. Vâng. Lâm Động cũng không ở lại thêm, ôm quyền cung kính rồi quay người đi ra. Ứng Huyền Tử nhìn theo bóng lưng trẻ tuổi đi xa, bàn tay khẽ đặt trên mặt bàn. Từ Lâm Động dường như ông nhìn thấy bóng dáng của Chu Thông. Cả hai đều có thiên phú đáng kinh ngạc, chỉ là không biết liệu cuộc so tài tông phái lần này có vì sự xuất hiện của Lâm Động mà khác đi không.